Chọn xe 5 cộng 2 cho gia đình Nissan X-Trail 2018 hay Mitsubishi Outlander 2018 đều là những mẫu 5 cộng 2 chỗ có xuất xứ từ Nhật và thích hợp sử dụng cho nhu cầu phục vụ gia đình. Tuy nhiên, khi cần duy nhất một sự lựa chọn thì Nissan X-Trail 2018 hay Mitsubishi Outlander 2018 sẽ là đáp án phù hợp cho gia đình bạn. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng so sánh hai phiên bản X-Trail 2.5 SV 2 cầu và Outlander 2.4 CVT để các bạn có thêm tư liệu tham khảo và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium giá 1 tỷ 049 triệu đồng. Nissan X-Trail 2.5 SV 4WD giá 1 tỷ 036 triệu đồng. Cùng được lắp ráp trong nước nên mức giá bán của hai xe là tương đương. Khi Nissan X-Trail có giá bán rẻ hơn 13 triệu đồng. Nhưng tùy vào từng thời điểm khi ở mỗi hãng sẽ có những chương trình khuyến mãi, tặng quà thêm nữa thì với mức chênh lệch 13 triệu, chúng ta tạm thời sẽ bỏ qua mức giá bán của hai xe và sẽ tập trung so sánh các tiêu chí khác. So sánh về kích thước của hai xe, Nissan X-Trail với chiều dài tổng thể 4.640mm, chiều rộng 1.820mm và chiều cao 1.715mm. Với Outlander có chiều dài tổng thể 4.695mm, chiều rộng 1.810mm và chiều cao 1.710mm. Nhìn bảng thông số kích thước của hai xe, chúng ta sẽ thấy Outlander có chiều dài hơn một chút nhưng chiều rộng và chiều cao lại kém X-Trail chút ít, nên có thể nói hai xe có kích thước tương đương nhau. X-Trail có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 35mm, nhưng bù lại chiều dài tổng thể của Mitsubishi Outlander lại dài hơn 45mm, nên khoảng không gian dành cho 3 hàng ghế trên hai xe là tương đương nhau. X-Trail có lợi thế hàng ghế thứ hai có chức năng trượt, giúp cho việc lên xuống xe và điều chỉnh không gian để sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Trang bị tiện nghi trên hai xe là khá tương đồng, như trang bị ghế bọc da cao cấp tích hợp ghế lái chỉnh điện, vô lăng bọc da tích hợp nhiều phím bấm và lẫy chuyển số, màn hình giải trí kết nối đa năng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, trang bị đèn pha LED tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Điểm trừ việc Outlander không có hốc gió phía sau và ghế dành cho hành khách ở phía trước không tích hợp chỉnh điện. Đây đều là những trang bị rất cần thiết cho một chiếc xe phục vụ gia đình. Thiếu sót này trên một chiếc xe trong tầm giá khoảng 1,1 tỷ đồng như Outlander là không đáng có. X-Trail có khoảng sáng gầm xe 210mm, trong khi con số này trên Outlander là 190mm. Sự chênh lệch này giúp cho X-Trail leo lề tốt hơn, vận hành linh hoạt hơn đôi chút trên những cung đường gồ ghề. Đổi lại, Outlander sở hữu bán kính vòng quay chỉ 5,3m so với trên X-Trail là 5,6m. Bán kính vòng quay nhỏ cộng với chiều dài cơ sở ngắn hơn giúp tạo cho Mitsubishi Outlander một vóc dáng gọn gàng để di chuyển linh hoạt hơn trong đô thị. So với hệ dẫn động 4WD trên Nissan X-Trail, hệ dẫn động AWD trên Mitsubishi Outlander mang lại khả năng vận hành an toàn và linh hoạt hơn trên điều kiện đường xá trơn trượt, cho lực bám đường tốt hơn, cảm giác lái thể thao hơn và cũng nhàn nhã hơn trong quá trình cầm lái, vì có thể đáp ứng moment xoắn thích hợp ngay tức thì mà không cần người lái phải gạt một công tắc lựa chọn chế độ nào. Bên cạnh đó, vô lăng Outlander được trang bị thêm hai lẫy chuyển số cho phép giả lập các cấp để mang lại cảm giác lái thú vị hơn. Hệ thống trợ lực điện cũng nhẹ nhàng hơn so với Nissan X-Trail, cho cảm giác thật hơn, từ đó dễ dàng kiểm soát được tay lái khi xe di chuyển trên đường. Trái tim Nissan X-Trail là khối động cơ 2.5 lít cho công suất cực đại 169 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 233 Nm tại 4.000 vòng phút. Còn Outlander được trang bị động cơ công nghệ van biến thiên thông minh MiVec 2.4 lít cho công suất tối đa đạt 165 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại đạt 222 Nm tại vòng tua 4.100 vòng phút. Như vậy, có thể thấy khả năng vận hành của X-Trail tốt hơn một chút so với Outlander.
Cả hai xe đều được trang bị hộp số vô cấp CVT cho cảm giác chuyển số mượt mà. Trên Outlander với hộp số vô cấp thông minh công nghệ Invex 3 có khả năng ghi nhớ phong cách lái xe của tài xế để điều chỉnh thao tác chuyển số nhịp nhàng hơn, giúp xe sang số mượt mà và tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nissan X-Trail sở hữu danh sách an toàn gồm phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử SB, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo HDC, chống trượt khi tăng tốc, 6 túi khí an toàn, camera quan sát 360 độ xung quanh xe. Trên Mitsubishi Outlander, danh sách trang bị an toàn bao gồm phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chân ga khi phanh, 7 túi khí, camera lùi. Có thể thấy trang bị an toàn trên hai xe là tương đương nhau. Tuy nhiên xét kỹ hơn một chút thì Nissan X-Trail tỏ ra ấn tượng khi trang bị hệ thống camera 360 độ quan sát toàn cảnh xung quanh xe. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc trang bị tính năng này. Tùy thuộc vào nhu cầu cũng như tiêu chí khi chọn mua xe phục vụ gia đình mà chúng ta sẽ có lựa chọn tương ứng. Như đã nói, với khoản tiền bỏ ra là tương đương nhau nên sẽ càng khó khăn hơn cho người mua cân đối các tiêu chí so sánh. Với Outlander, người mua có thể yên tâm hơn về chất lượng của một chiếc xe lắp ráp theo công nghệ CKD với hoàn toàn bộ các cụm linh kiện được nhập khẩu từ Nhật, với khả năng cách âm và độ bền bỉ cao hơn. Tuy nhiên, nếu chi phí đầu tư ban đầu là thấp hơn hoặc không muốn phải chi thêm tiền để nâng cấp thêm một vài tính năng cho Outlander, khiến cho chi phí càng đội lên, người mua có thể chuyển sang Nissan X-Trail. Một chiếc xe dù không có lợi thế về khả năng cách âm so với Outlander, nhưng đã trang bị khá đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho cả gia đình. Nếu gia đình bạn cần một chiếc xe 5 cộng 2 chỗ với khoang hành lý lớn thì Nissan X-Trail sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn. Đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ thì việc sử dụng hàng ghế thứ 3 là khá thoải mái. Lựa chọn này cũng phù hợp cho những chủ nhân thích một mẫu xe có thiết kế đậm chất SUV, sắc sảo và thỉnh thoảng có những chuyến phượt cùng gia đình về các miền quê. Với khoảng sáng gầm nhỉnh hơn, X-Trail sẽ cùng bạn và gia đình rong ruổi tốt trên những cung đường gồ ghề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like và subscribe để ủng hộ kênh.